xin chào các bạn, mình tên là Sam đến từ Kairos con 68 và trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn 9 lời khuyên để hạn chế rủi ro mất tiền trong mùa downtrend. Các bạn hãy lấy giấy bút ra và ghi nhé. Lời khuyên thứ nhất mà Sam có cho các bạn đó chính là quan sát động thái của Fed và đừng đi ngược lại với Fed. Thị trường crypto bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những chính sách tiền tệ của Fed. Do đó chúng ta cần phải chú ý đến những động thái chống lạm phát và kiểm soát cung tiền của Fed và cố gắng đừng đi ngược lại với Fed. Thứ hai, đó chính là đừng so sánh giai đoạn này với bear market năm 2018, bởi vì thật sự mà nói, những dự án mà chúng ta thấy vào năm 2018 đã lặn mất tăm và không còn thấy nữa. Trong khi đó thì vào thời điểm hiện tại, các protocol đã cải tiến và hoàn thiện hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, đã có hơn 140 tỷ đô được gọi vào khóa ở trong hệ sinh thái DeFi. Cho nên mọi người đừng áp đặt bear market năm nay với bear market năm 2018, bởi vì lần này câu chuyện sẽ rất khác. Lời khuyên thứ ba mà Sam có đó chính là đừng vội xả hết hàng. Những bạn đang xem video này, những người đã có thể hold lại được BNB, AV, Maker và Compound đều đã có lời sau khi mùa bear market năm 2018 vừa rồi qua đi, đúng không? Tuy nhiên để làm được việc đó là chuyện không hề dễ dàng, do đó chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình 3 điều. Đó chính là tỉnh táo khi chọn lọc, tránh tâm lý thiên vị khi đầu tư và dứt khoát cắt lỗ khi cần thiết. Tiếp theo đó chính là cập nhật khẩu vị đầu tư theo diễn biến thị trường. Ví dụ như trong năm 2017 thì chúng ta có EOS, NEO, XRP, bull market năm 2020 chúng ta có các DeFi protocol. Nói cách khác, những cái tên nổi trội trong bull market này có thể sẽ hoàn toàn bị lu mờ trong bull market sau tùy theo xu hướng thị trường. Vì vậy, việc cập nhật xu hướng mới nhất của thị trường và xem xét danh mục đầu tư của mình một cách thường xuyên là điều rất cần thiết. Thứ năm, đó chính là theo dõi sát những builder. Những nhà phát triển dự án vẫn luôn nỗ lực để hoàn thiện sản phẩm của mình trong giai đoạn khó khăn này chính là những người đáng được quan tâm và đặt một phần niềm tin vào. Hãy theo dõi xem ai là những người vẫn đang cần mẫn phát triển sản phẩm của mình và ai vẫn là những người đang tương tác với cộng đồng của họ. Thứ sáu đó chính là hãy nghiên cứu xem những dự án nào có thể tồn tại qua bear market. Các bạn có thể đặt cược vào những dự án mang đến một giải pháp độc nhất mà không có đối thủ nào cạnh tranh được, và xem xét xem những dự án này có phù hợp với lại xu hướng thị trường chu kỳ tới hay không. Một số ví dụ những dự án mang đến giải pháp độc nhất và ít đối thủ cạnh tranh đó chính là trên Ethereum chúng ta không thể thiếu Uniswap hay là Curve, hoặc những thị trường cho vay thì chúng ta không thể thiếu MakerDAO hoặc là Compound. Thì bear market chính là cái thời điểm mà chúng ta sẽ thấy những cái tên được marketing rất rầm rộ nhưng lại không mang lại giải pháp gì hết. Lời khuyên thứ bảy mà Sam có cho các bạn đó chính là kiên nhẫn chờ trước khi mua. Với bối cảnh thị trường vĩ mô ảm đạm như hiện tại thì thị trường crypto có thể vẫn chưa chạm đáy chu kỳ. Nói cách khác thì giá còn có thể xuống nữa. Đối với những nhà đầu tư vốn lớn và dài hạn, có thể họ đã bắt đầu hành động DCA. Tuy nhiên đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta thì có thể chúng ta nên chờ thêm một chút nữa trước khi hành động. Thứ 8, đó chính là hãy tận hưởng thời gian này để phát triển một kỹ năng mới. Nếu như các bạn có ý định muốn trau dồi thêm kỹ năng mới, kiến thức mới thì bear market chính là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu. Theo Darren Law, một người OG trong DeFi, thì kỹ năng nên học nhất trong thời điểm hiện tại đó chính là lập trình, coding, bởi vì 90% nhu cầu tuyển dụng trong DeFi đó chính là tuyển dụng developer. Thứ hai, đó chính là lương của developer trong blockchain rất cao. Cuối cùng, đó chính là nếu bạn đã mất tiền thì hãy chấp nhận mất tiền, đừng cố hơn thua với bear market. Có không ít nhà đầu tư đã quay sang chơi margin hoặc future sau khi chịu lỗ tại thị trường. Tuy nhiên, việc đặt cược tiền một cách liều lĩnh như thế này hầu hết sẽ không mang lại kết quả tốt cho bạn và nhiều khả năng bạn sẽ lỗ. Giải pháp đơn giản nhất và hiệu quả nhất lúc này có thể vẫn chính là DCA mà thôi. Và vừa rồi là kết thúc video 9 lời khuyên giúp bạn hạn chế rủi ro mất tiền trong downtrend. Nếu như bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy like cho mình nhé. Còn nếu như có những lời khuyên nào bạn muốn bổ sung thêm thì hãy comment thêm bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp các bạn lần sau.